phát hiện thi thể trôi giạt gần bãi biển Newport. Cảnh sát tiến hành điều tra sự việc. Thưa quý vị, theo bản tin của tờ Orange County Register, cảnh sát đang tiến hành một cuộc điều tra sau khi một thi thể được phát hiện trôi giạt cách bãi biển Newport Beach khoảng 300 feet vào sáng thứ Ba, 9 tháng 7. Trưởng nhóm nhân viên cấp cứu tại bãi biển Newport, đó là ông Brian O'Rourke, cho biết là hiện nay vẫn chưa rõ thi thể có phải là của một nam du khách người Anh gốc Việt đã mất tích trong khi lặn biển vào sáng sớm ngày 1 tháng 7 hay không. Thi thể được tìm thấy giữa tháp cấp cứu 24 và 28. Sau đó, tàu tuần tra của Sở Cảnh sát quận Cam đã đưa thi thể vào bờ. Trước đó, thưa quý vị, gia đình của du khách người Anh gốc Việt Christopher Nguyễn đã cầu xin sự giúp đỡ của cộng đồng sau khi anh mất tích vào sáng ngày sinh nhật thứ 18. Vào ngày thứ hai trong chuyến đi ở quận Cam, thì anh Nguyễn đã đi lặn gần bến tàu Newport. Cha của anh, đó là ông Cường Nguyễn, dự kiến sẽ gặp anh tại một tháp cấp cứu gần đó vào khoảng 8 giờ 15 phút sáng. Nhưng anh Nguyễn không xuất hiện. Ví, điện thoại và giày của anh đã bị bỏ lại. Bà Carrie Brown, phát ngôn viên của Sở Cảnh sát quận Orange, cho biết là thi thể được phát hiện vào lúc 8 giờ 35 phút sáng thứ Ba và đã được đưa đến văn phòng pháp y của quận Cam để xác nhận danh tính. Bà nói thêm, quá trình xác nhận danh tính sẽ mất thời gian do thi thể đã ở dưới nước quá lâu. Christopher Nguyễn vừa tốt nghiệp trung học và đang đi du lịch mừng sinh nhật thứ 18 cùng với bố tại tiểu bang California trước khi bắt đầu học đại học vào mùa thu.